Thưa quý vị, chiều nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành họp để xem xét cho ý kiến về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Trần Tuấn Anh thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Khánh Hòa. Căn cứ hiến pháp, luật tổ chức Quốc hội, quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến của Bộ Chính trị, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa xét đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội của ông Trần Tuấn Anh, căn cứ tờ trình của Ban công tác đại biểu và kết quả biểu quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 972 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Trần Tuấn Anh thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Khánh Hòa. Cũng trong phiên họp chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành họp xem xét thông qua nghị quyết quy định về kỷ niệm chương vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam và nghị quyết quy định về thi đua khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cán bộ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao nỗ lực của Ban soạn thảo trong việc soạn thảo, lấy ý kiến của các đối tượng tác động của nghị quyết quy định về kỷ niệm chương vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam và nghị quyết quy định về thi đua khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cán bộ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đây là văn bản pháp lý cần thiết, bảo đảm tính kịp thời, thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật, bảo đảm sự bình đẳng giữa các chủ thể trong thi đua khen thưởng và ghi nhận những đóng góp của đại biểu Quốc hội trong quá trình hoạt động. Sau khi thảo luận, 100% Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt tại phiên họp đã biểu quyết thông qua hai nghị quyết trên. Sau khi nghị quyết được ban hành, Ban công tác đại biểu khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn sớm, tham mưu hướng dẫn thực hiện xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao hơn với đại biểu Quốc hội ngay trong năm 2024. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu đề xuất hình thức khen thưởng phù hợp đối với các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương đã có thời gian làm nhiệm vụ từ một khóa trở lên. Cũng trong phiên họp chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét chủ trương khen thưởng một số cơ quan. Thưa quý vị, ngày hôm nay tại Kiên Giang, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã chủ trì hội nghị triển khai đề án 1 triệu hectare lúa chất lượng cao, giảm phát thải gắn với tăng trưởng xanh vùng của vùng đến năm 2030. Đây được xem là sự kỳ vọng của hàng triệu nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đề án phát triển bền vững 1 triệu hectare chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2030 được phê duyệt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong định hướng chuyển đổi phương thức canh tác lúa bền vững và hình thành phát triển các vùng nguyên liệu tập trung quy mô lớn, ổn định lâu dài, đảm bảo chất lượng, canh tác bền vững và hiệu quả. Mục tiêu đến năm 2025 về quy mô, diện tích canh tác vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp đạt 180.000 hectare. Tại các vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp, giảm lượng lúa giống gieo xạ xuống từ 80 đến 100 kg một hecta, giảm 20% lượng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học, giảm 20% lượng nước tưới so với canh tác truyền thống, 100% diện tích áp dụng ít nhất một quy trình canh tác bền vững như 1,5 giảm, tưới ngập khô xen kẽ, tiêu chuẩn sản xuất lúa bền vững. Các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt được chứng nhận và được cấp mã số vùng trồng. 100% diện tích sản xuất dùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp có liên kết giữa doanh nghiệp với tổ hợp tác xã hoặc các tổ chức của nông dân trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Tỷ lệ cơ giới hóa đồng bộ đạt trên 50% diện tích. Thưa quý vị, nhân dịp đón xuân Giáp Thìn 2024, sáng nay đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm chúc Tết nhà lý luận phê bình sân khấu, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tất Thắng và giáo sư viện sĩ tiến sĩ khoa học Đặng Vũ Minh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Chúc Tết Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tất Thắng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ sự trân trọng, biết ơn những cống hiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ và thế hệ con cháu cho đất nước nói chung và cho sự nghiệp văn học nghệ thuật nói riêng. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, năm nay Ban Bí thư Trung ương Đảng có chủ trương về tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học nghệ thuật nước nhà sau ngày đất nước thống nhất. Và hiện đang tiến hành tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam, trong đó có phần về văn hóa và con người.
Thăm chúc Tết giáo sư, viện sĩ Đặng Vũ Minh, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận đóng góp quan trọng của các trí thức, nhà khoa học trong những thành tựu phát triển của đất nước trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ sự trân trọng, tự hào về đội ngũ trí thức nước nhà, trong đó có cá nhân giáo sư, viện sĩ Đặng Vũ Minh. Mặc dù tuổi cao nhưng rất tâm huyết đối với sự nghiệp chung, cũng như sự nghiệp xây dựng ngành khoa học công nghệ và xây dựng đội ngũ trí thức nói riêng. Thưa quý vị, với dự báo lượng xăng dầu tiêu thụ sẽ tăng đến 15%, việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong năm 2024 là rất quan trọng. Hiện các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu cần thực hiện nghiêm túc đầy đủ tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm nay đã được phân giao, chủ động nguồn cung, thực hiện việc dự trữ xăng dầu theo quy định, bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong mọi tình huống. Với hơn 2.700 điểm kinh doanh xăng dầu, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex hiện là đơn vị cung ứng lượng hàng xăng dầu lớn nhất cả nước. Năm 2024, doanh nghiệp đã đưa ra các giải pháp để đáp ứng đủ lượng hàng cần thiết, không chỉ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Tính đến thời điểm này, doanh nghiệp đã ký các hợp đồng dài hạn, đủ để cung cấp 70% sản lượng của cả năm, cũng như tăng lượng hàng dự trữ. Chúng tôi cũng nhận định vào tháng 1 và tháng 2 là cái tháng vào cái dịp Tết, để nhu cầu đặc biệt vào cái nhu cầu vào những cái đầu tháng 2 là cao, cho nên là tập đoàn cũng hết sức chủ động trong vấn đề đưa nhiều cái nguồn hàng. Thì với một cái cách chuẩn bị từ sớm từ xa, với một cái sự phối hợp hết sức chặt chẽ với hai nhà máy lọc dầu trong nước, thì Petromex đã chủ động trong vấn đề lên các cái kịch bản. Năm 2024, dự báo lượng xăng dầu tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán sẽ tăng khoảng 10-15%. Đến thời điểm này, kế hoạch phục vụ người dân và doanh nghiệp đã được các đơn vị kinh doanh xăng dầu tính toán và đảm bảo đủ trong giai đoạn Tết Giáp Thìn. Bộ Công Thương với vai trò của mình ấy, thì đầu tiên phải là kịp thời phân giao cái tổng mức tổng nguồn xăng dầu năm 2024 cho các doanh nghiệp đấy, và nếu có điều chỉnh gì thì cũng phải có kế hoạch điều chỉnh sớm. Và cái việc phân giao này nó phải căn cứ vào cái nhu cầu, phải khảo sát tìm hiểu nhu cầu của thị trường, của người dân, của doanh nghiệp. Ngoài các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh xăng dầu, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo các Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu xem xét quyết định điều chỉnh các loại chi phí liên quan trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu, quyết liệt thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng và kết nối dữ liệu cơ quan thuế với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Thưa quý vị, tắc đường luôn là câu chuyện của những đô thị lớn như Hà Nội, nhưng trong dịp gần Tết Nguyên đán thì tắc đường thực sự là nỗi khổ của người dân thủ đô. Tắc đường cả ngày chứ không cần chờ đến giờ cao điểm. Và trong những ngày qua, các lực lượng chức năng đã và đang ứng trực để phân luồng và giảm thiểu ùn tắc. Ra đường dịp này ở Hà Nội là thấy tắc. Tắc từ sáng tới tối, tắc trên tắc dưới. Khiến các tuyến đường của Hà Nội những ngày giáp Tết dường như bị nghẹt thở. Mấy hôm nay em đi ra đường thì lúc nào đường cũng tình trạng là tắc đường ạ. Đi thì tắc hơn những ngày thường rất nhiều. Mật độ mọi người đi nhiều hơn, với cả mọi người đi cũng hơi ẩu. Đấy, chen lấn cũng nhiều. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội cho biết, trên địa bàn hiện có 234 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông dịp cuối năm. Các điểm có nguy cơ cao nhất là khu vực cửa ngõ phía Nam, chiếm đến 70% phương tiện ra vào Hà Nội. Trong đó có tuyến Pháp Vân Cầu Rẽ, đường Vành Đai Ba trên cao. Các cây cầu cửa ngõ như Thanh Trì, Trương Dương, Nhật Tân, Thăng Long và những tuyến đường có bến xe lớn như Giải Phóng, Phạm Hùng, Nguyễn Văn Cử đều có nguy cơ ùn tắc giao thông rất cao. Dù lực lượng thanh tra, cảnh sát giao thông đã tập trung 100% quân số tại các điểm nóng tổ chức phân luồng vào các khung giờ cao điểm, tuy nhiên ùn tắc vẫn xảy ra. Lưu lượng phương tiện, người dân tham gia giao thông rất lớn. Do đó thì đội cảnh sát giao thông bộ số 7 đã chủ động khảo sát như là bố trí lực lượng từ 6 giờ cho đến 22 giờ cũng như là bố trí các tổ tuần tra thường xuyên tuần tra trên tuyến địa bàn để mà đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn phân luồng. Năm nay, thành phố Hà Nội đẩy mạnh thi công nhiều công trình giao thông trọng điểm, một số điểm phải rào chắn đường hè phố để thi công. Từ đó, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông, gây khó khăn cho việc di chuyển của người dân. Mới đây, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã điều chỉnh tổ chức giao thông, tháo dỡ rào chắn, hoàn trả mặt đường tại khu vực Nguyễn Trãi để đảm bảo an toàn, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết, sau khi gói thầu số 2 dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá hoàn thành thi công.